Đến thời điểm này, số thu ngân sách nhà nước mà Lâm Đồng thực hiện được trong 4 tháng đầu năm vẫn còn đạt thấp, chỉ bằng 20% so với dự toán. Cục thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính đến hết tháng 4 năm 2015, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện số thu ngân sách nhà nước trên 1.376 tỷ đồng, đạt 20% so với dự toán. Trong đó, số thu do thuế quản lý trên 1.000 tỷ đồng, đạt 23%. Thu từ đất nhà 135 tỷ đồng, đạt 17%. Tài chính thu 260 tỷ và thuế xuất nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt do hải quan thu 30 tỷ, đạt 31%. Nhìn chung, số thu ngân sách nhà nước Lâm Đồng thực hiện trong 4 tháng đầu năm vẫn còn đạt thấp. Nguyên nhân là do một số doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và thực hiện chính sách miễn giảm thuế, triển khai chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và đẩy mạnh công tác thu trong 6 tháng đầu năm. Ngành thuế cùng các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh tiếp tục xác định các khoản thu, nguồn thu trọng điểm, đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý triệt để các trường hợp chây ì nợ thuế nhằm tăng thu cho ngân sách.